Chào mọi người, chắc là mọi người đang thấy một cái slide trắng trơn đúng không? Không có cái gì trên màn hình cả. Hôm nay mình là chơi trò là trò luyện dịch. Luyện dịch. Cái này thì không chỉ có N2 đâu nha mọi người nha. Cái này có thể là N3, N4 hay cái gì cũng được. Mọi người bất cứ ở cái mức độ học nào thì mọi người cũng cần phải luyện dịch cả. Đó, mục đích của mình làm cái buổi livestream này thực ra là để luyện dịch này để làm gì? Thứ nhất là để mình đọc câu ngữ pháp cho nó chuẩn hơn đúng không? Và thứ hai là mình đọc hiểu nhanh hơn. Đó, nhanh và chính xác hơn. Bình thường thì mình đọc thì hầu như là mình đọc đến đâu là mình phải dịch ngay đến đấy rồi. Mình đọc đến đâu là mình phải hiểu đến đó luôn. Để mình làm bài đọc mà nó chuẩn, chính xác luôn đúng không? Mình không thể đọc đi đọc lại, mình càng đọc nhiều thường càng dễ đọc sai. Đó, thế nên mình làm một cái bài như thế này. Thực ra thì mình định đầu tiên là mình đưa cho mọi người một số những cái câu ngắn trước để mọi người tập dịch cho quen những câu ngắn trước, nhưng mà thực ra đến tầm chỗ này rồi ấy thì mình khi mình dịch ấy, mình câu ngắn thì nó chỉ hỗ trợ cho mọi người lúc mà làm từ vựng hay làm ngữ pháp thôi. Còn chứ là cái dịch này mình ứng dụng rất nhiều vào trong cái phần đọc hiểu. Thế nên là mình sẽ ở đợt các slide sau này, đó, mình sẽ bê những cái đoạn đọc rất là ngắn thôi, từ ngắn, đó, rồi dài dần lên vào cho mọi người và tách ra thành từng câu để cho mọi người dịch sao cho nó hợp lý. Ok, thế mình sẽ chuyển luôn sang cái slide tiếp theo luôn nhá, cho nó là nhà. À, mà trước khi mà chuyển sang slide tiếp theo thì sao nhỉ? Mọi người để mà dịch được một câu thì cần những cái gì? Để mình dịch câu thì đương nhiên là mọi người đầu tiên nhá, cái việc rất rất quan trọng nhá, mọi người cứ làm theo các bước. Đương nhiên là tùy từng câu nó sẽ có các cái lộ trình dịch khác nhau, nó sẽ phải có các cái bước để dịch khác nhau. Nhưng mà bao giờ mình cũng phải để ý là mình phải phân tách được cái nào là chủ ngữ. Rồi để mình ghi tiếng Việt đi. Chủ ngữ và vị ngữ trong câu. Đó, tức là phải xác định được hai cái yếu tố này. Sau đó xác định được cái yếu tố này thì mình còn phải xác định một phần rất là quan trọng, đấy là gì? Đấy là câu này gồm có bao nhiêu phần. Đó, tức là thường ấy, những cái câu ở trong các cái mức độ thấp thì thường câu nó là cô đơn đúng không? Dịch phát được luôn. Nhưng mà câu ở các cái cấp độ cao ấy thì thường là nó sẽ chia ra rất nhiều phần, mọi người thấy rất là nhiều dấu phẩy hoặc các cái ngữ pháp khác nhau đúng không? Để nó nối câu lại. Đó, thì mình sẽ phải luyện cả cái phần đó nữa. Rồi, ở đây một cái slide trắng này thì nhìn trông nó hơi ghê nên là chuyển sang một cái slide khác đi, nhìn sao nó đỡ sợ. Mình sẽ đi luôn vào một cái bài nhá. Ở đây thì mình chuẩn bị cho mọi người rất cũng không nhiều lắm đâu nhưng mà cũng vài bài đó. Đây, mọi người nhìn thấy một cái slide trông có khoảng tầm 7 dòng như này đúng không? Thì thực ra là nó không phải là 7 dòng khác biệt gì đâu, nó là 7 câu của một cái bài đọc ngắn nhưng mình tách nó ra để mọi người nhìn, tí nữa mình phân tích chủ ngữ, vị ngữ cho nó dễ. Rồi, hôm nay thì sẽ chỉ dịch thôi, thế nên mọi người không cần phải nghĩ đến cái chuyện là trả lời câu hỏi hay gì cả, mọi người chỉ cần dịch thôi. Ở đây thì có các cái bài mình lấy từ trong các bài đọc này hoặc là thậm chí là trong một số cái sách. Tí mọi người xem thử nhá, có một cái bài ở đây mình lấy trong một cái sách rất là quen thuộc, tí mọi người xem liệu có ai nhận ra được không. Ok, rồi nó đi đến với cả cái bài đầu tiên luôn của chúng mình. Đây, có một cái bài không có chủ đề gì cả, mình gồm có 7 câu trong này, mình tách ra ở đây. Mình sẽ đi đến từng câu nhé, từng câu nhé. Những câu đầu tiên này, Hito to dehatta toki doyu thay đổi ô. Câu này mọi người xác định đây là một câu đơn đúng không? Ok, vậy thì mình sẽ không cần phải phân phân từng vế cho câu nữa rồi. Bây giờ mình chỉ cần biết được là chủ ngữ, vị ngữ cho câu như nào. Mọi người để ý ở đây, đây là một câu hỏi. Được chưa? Mọi người để ý ở cuối câu này có cả. Cả, desho, cả, daro, cả. Đó, tất cả những cái đấy thì đều là câu hỏi đúng không? Câu hỏi, ok. Vậy thì thường thì câu hỏi trong tiếng Nhật thì hầu như là nó sẽ không nêu ra chủ ngữ cho mọi người đâu. Hito to dehatta toki. Ở đây mọi người thấy có một ngữ pháp là toki. Toki này là khi đúng không? Ok, vậy thì mình sẽ dịch từ cái toki trước. Khi mọi người gặp những cái ngữ pháp như kiểu là ba ai toki đó thì mọi người giống nó sẽ biến cái vế mà có cái toki hay ba ai đấy nó giống như một cái chặng từ thời gian đó. Chặng từ thời gian đúng không? Chặng từ thời gian. Ok, vậy thì cái phần này sẽ không phải phần quan trọng, phần đằng sau mới là phần quan trọng này. Do you thay đổi ô tô được cậu? Đây là thay đổi nhá mọi người nhá. Okay. Ở đây thì mình cũng nốt lại luôn, nếu mà có từ mới nào mọi người chưa chưa biết ạ thì mọi người ghi lại luôn. Đấy, có màu ạ. Dạ. Ok, thái độ ở đây là thái độ đúng không? Rồi, do you thái độ tôi được cả. Mình sẽ dịch mẫu của này xem nhá. Do you thái độ tôi được cả. Thế này là mình sẽ thể hiện thái độ như thế nào đúng không? Thể hiện thái độ như nào. Rồi, còn cái chặng từ thời gian ở đây nó là gì? Là hito to dehatta toki. Khi mà gặp một người nào đó đúng không? Thì mình sẽ thể hiện thái độ như thế nào? Ok, đó thì khi mình dịch, đây là câu đơn, mọi người thấy là rất là dễ, tách ra rất là dễ đúng không? Tách câu để dịch rất là đơn giản. Ok, tách ra rất là đơn giản. Ok, câu này dịch là khi mà gặp
một người nào đó, đúng không? Khi mà gặp người ta thì mình phải thể hiện thái độ như thế nào nhỉ? Ok. Rồi, bài này toàn câu đơn thôi mọi người ạ. Bài hầu như toàn câu đơn thôi. Câu số 2. Kaimono wo suru toki wa donna fuka. Ok. Cái bài này thì là bài hướng dẫn nên là mình sẽ hướng dẫn nó thôi nhá. Mọi người chưa chưa cần phải bắt mọi người dịch gì cả, mọi người cứ nghe thôi cũng được. Hoặc là nếu mà ai vừa nghe vừa tự dịch trong đầu mình cũng được, hoặc là comment ra cũng được càng tốt. Comment ra thì mình sẽ sửa luôn cho mọi người cái phần dịch của mọi người. Kaimono wo suru toki. Đó, mọi người lại gặp tiếng gấp Toki một lần nữa đúng không? Tất cả những tiếng Pháp chỉ thời gian. Toki như là Toki này, ba ai này, hay là về sau lên trên cao hơn thì mình có những ngữ pháp như kiểu là gì sai, ni ni sai ste to cả, ni atatte to cả, tất cả những ngữ pháp chỉ thời gian. Thì mọi người hãy coi nó là một cái mệnh, cái vần là cái về đấy coi như là một cái chặng từ thời gian này. Đó, bởi vì mình dịch là khi này, nhân lúc này, hay trong trường hợp này, tất cả những cái đấy mọi người coi nó là một chặng từ thời gian đi. Thường thì cái phần đấy nó sẽ không phải là phần chính của câu, cái phần vị ngữ đằng sau mới là quan trọng. Phần chặng từ thời gian giống như kiểu câu á là khi mùa thu đến thì tôi thường ăn chuối chẳng hạn, đó ví dụ như thế đúng không? Thì cái phần tôi ăn chuối mới là phần quan trọng nhất đó, còn khi mùa thu đến ở đây thì nó chỉ là cái dạng từ thời gian thôi. Câu này mình cũng tách như vậy, đây là một dạng thời gian đúng không? Khi mà đi mua sắm này, dona hư cả. Ở đây thì mọi người trông cái chữ hư này có vẻ sẽ hơi lạ một chút, nếu mà viết kanji ra ấy, thì nó là chữ phong của chúng mình. Phong này thì ngoài nghĩa là gió ra thì lên cao hơn mình sẽ thấy là hư nó giống như kiểu là phong cách đúng không? Phong cho phong cách ấy. Thì dona hư cả ở đây nó sẽ nghĩa là cũng là như thế nào. Vậy thì khi mà đi mua sắm thì chúng ta cũng thể hiện như thế nào, thể hiện thái độ như thế nào. Ok. Câu thứ ba này. Kokyo no ở Kokyo no norimono no naka de wa dou ka. Rồi ok, ở đây thì mọi người để nhá. Khi mình xác định cái một cái câu á để xác định xem phần nào là phần chủ ngữ chủ đề câu á thì mọi người căn cứ vào cái gì? Trợ từ là trợ từ wa đúng không? Hoặc ka. Trong trường hợp này thì mọi người thấy trợ từ wa đây rồi. Mà nó lại có đứng ở sau một cái trợ từ đệ nữa. Ok, vậy thì câu chuyện đây là gì? Khi mà một trợ từ wa đứng ở sau một trợ từ đệ thì nó biến cái phần trước đó, từ cái phần mà danh từ đến cái trợ từ đấy, nó trở thành một chủ đề không? Ok, khi mà nói đến đây thì mình sẽ mở rộng ra kiến thức một chút và wa và ga. Ngày xưa á, lúc mà mình gặp mới học sơ cấp hệ thì wa hầu như là dùng để cho chủ ngữ câu đúng không? Nhưng mà mình cao hơn á, thì mình sẽ thấy là thường thì một câu nó có xuất hiện rất nhiều các chủ ngữ. Vậy thì wa bây giờ nó có vai trò là gì? Nó là vai trò đứng làm chủ đề của câu. Mình sẽ cho nó là chủ đề câu. Thì mình sẽ dịch cái phần này trước. Đã khi mà gặp wa thì mọi người cứ dịch cái trước wa trước xong rồi dịch cái đằng sau nhé. Vậy thì de là ở đâu đấy đúng không? Ok. Kokyo no norimono no naka de, tức là trong các cái phương tiện công cộng. Thì đô cả thì sao nhỉ? Rồi ok, vậy là mình dịch được ba câu đơn rất là đơn giản đúng không? Ba câu đơn rất là đơn giản. Ok. Rồi ok. Đó, đấy là câu đơn. Còn bây giờ mình phải có một cái quan niệm là như này, bởi vì bài đọc thì bao giờ các cái câu nó cũng sẽ liên kết với nhau rất là chặt chẽ. Bao giờ cũng thế, trừ khi là ai viết văn kém như mình viết văn chắc chắn là câu nó không liên kết với nhau lắm, nhưng mà đó, mọi người đọc đây nhá, 7 câu này đều là trong một bài. Mình thấy ba câu đầu nó đều là câu hỏi đúng không? Thậm chí là câu thứ tư này mình đọc cũng là một câu hỏi nốt. Đó thì bốn câu này nó liên kết với nhau thành một tổng thể đúng không? Nó đang đặt ra các cái câu hỏi làm cái chủ đề để mình đưa ra một cái nội dung gì đó đằng sau ở trong bài đọc. Đó, ok. Rồi, câu này mình dịch thế là được rồi. Ok, đến câu số 4 nhá. Elevator ni wa dono yoni noru ka. Rồi, mọi người lại thấy ni này, xong lại thấy trợ từ wa. Rồi, ok, cứ thấy cái này thì mọi người cứ dịch cái phần trước xem. Đó. Cho mình gọi cho C quen quen mồm quá. Elevator ni tức là ở trong thang máy đúng không? Ni wa, wa ở đây thì nó biến cái phần phía trước thành chủ đề câu. Vậy thì là khi mà ở trong thang máy thì dono yoni naru do no do dono yoni noru ka, thì chúng ta sẽ đi thang máy như thế nào? Rồi ok, đấy là bốn câu đơn. Câu đơn thì nghĩa là đến tầm này mọi người dịch đều rất ok rồi. Ở đây ok, có một bạn có comment ở bên dưới rồi. Ok, mọi người cứ comment thoải mái nhé, mọi người dịch thoải mái đi. Trong phương tiện công cộng như thế nào, đối với thang máy thì như nào. Ok, được rồi. Rồi ok, đến câu này. Đây là một câu mọi người thấy bắt đầu có nhiều dấu phẩy và trông nó dài dài đúng không? Mình đọc qua câu này nhé. Sonna arayuru bamen ni oite, Nihon jin ga futsu ni toru taido ga aru. Ok. Rồi mọi người thấy thứ nhất là ở đây có rất rất nhiều dấu phẩy. Rất nhiều dấu phẩy đúng không? Ok. Nhưng mà đây nhiệm vụ của mình là phải làm nào để biết được cái dấu phẩy nào là dấu phẩy tách câu. Bởi vì thực ra là trong tiếng Nhật ấy, rất nhiều trường hợp là nó chỉ đưa dấu phẩy vào để nó mặc dù là nó là một cụm danh từ nhưng nó vẫn có dấu phẩy để cho người đọc người ta dễ đọc hơn thôi. Điển hình như đây mọi người thấy có sonna
Sona không phải là một liên từ, cũng không phải là một ngữ pháp mang tính chất nối câu được không? Những ngữ pháp nào là mang tính chất nối câu được? Những ngữ pháp mà mọi người hay thấy kiểu có đuôi t chẳng hạn, đúng không? Đó, thì nó hay nối câu được đúng không? Sona ở đây không phải là một cái như thế. Thế nên là thực ra là dấu phẩy ở đây là có nhưng không thôi, nên là mình sẽ bỏ qua luôn. Xóa nó đi nhá. Vậy thì ở đây nó sẽ là cụ Sona arayuru bamen ni oite Nihonjin ga futsu ni toru taido ga aru. Vậy là mình sẽ tách cái câu này làm hai vế. Ở đây mình có ngữ pháp ni oite. Ni oite nó là gì? Đây, ni oite là một ngữ pháp trong N3 đúng không? Ni oite là một ngữ pháp trong N3. Nó dùng để thay thế cho từ ni này, cho từ de này. Đó, ni và de. Nó dùng thay thế cho ni và de. Nó dùng để chỉ cái không gian, bối cảnh, thời gian hoặc thời đại, hoặc thậm chí là trường hợp, đúng không? Một cái trường hợp nào đó. Nói một cách nói cảm giác nó cứng hơn của ni và de thôi. Arayuru. Arayuru là gì? Arayuru. Mình nhớ từ arayuru nha. Arayuru. Bằng cả subete. No. Arayuru. Hoặc là mình còn có một từ nữa là arito. Arayuru. Mình viết bằng chuột nên là nó trông hơi khó nhìn một chút. Nếu mà ai không đọc được thì à thôi cố đọc nhé, hoặc là nhắn cho mình comment lên là bảo mình viết đẹp hơn tí nhé. Đúng rồi, ok, đây có bạn comment là bằng với đệ, chính xác rồi. Ok, ari to arayuru hoặc arayuru thì bằng với cả subete no. Bằng với subete no nhé. Vậy thì câu này sẽ là gì? Sona subete no bamen ni oite. Bamen thì là trong trường hợp đúng không? Vậy là trong tất cả các trường hợp, tất cả các trường hợp như thế đúng không? Thì Nihonjin ga. Ok, mình tách câu ra rồi, thì mình dịch xong cái phần đấy rồi. Ok, mình sẽ nhảy sang câu, cái vế tiếp theo. Nihonjin ga futsu ni toru taido ga aru. Người Nhật sao nhỉ? Lúc nãy thì mình có nói rồi, wa với ga, thấy wa với ga thì biết đấy là chủ ngữ đúng không? Ở đây mình thấy được cái phần Nihonjin này là chủ ngữ rồi. Còn cái phần vị ngữ ở đây là gì? Đây. Thái độ ga để nê, có một cái thái độ gì đó đúng không? Còn cái thái độ này thì mọi người được bổ nghĩa bởi cái mệnh đề là futsu ni toru. Bổ ngữ cho chữ thái độ. Futsu ni toru tức là thông thường thì hay có đúng không? Futsu ni toru thái độ tức là cái thái độ mà thông thường người ta hay dùng. Đây cả câu này mình sẽ dịch là người Nhật sẽ có một cái thái độ mà thông thường họ hay sử dụng. N mấy á? À, câu này không, à cái này không cần phải phân biệt N mấy đâu mọi người ạ. Cái này chỉ đơn giản là một bài thường lên mình muốn cho mọi người luyện dịch thôi, luyện dịch cùng mình thôi. Nó không cần phải N mấy cả, N3, N2 hay là N1 hay N4 cũng được, làm thoải mái nhé. Ok, đó. Rồi bây giờ đến câu này, câu bên dưới này thì sẽ để cho mọi người dịch nhé. Kuni goto ni sore wa skoshi zutsu chiyatte itari suru. Ở đây thì mình có goto ni là gì? Ở đây câu chuyện là có goto ni. Goto ni này về sau cấp cao hơn thì mình sẽ học kỹ hơn. Nhưng mà đơn giản ở đây thì mọi người cứ hiểu đơn giản goto ni là cứ với mỗi đi. Vậy là kuni goto ni là với mỗi đất nước. Đó, nào, ai comment xem cách dịch đúng nhất cho câu này là gì đây? Mỗi nước sẽ có vài thứ khác nhau. Ok, cái gì để cái đoạn vài thứ khác nhau là... Đây, ok, nhà sợ. Ừ, ok, một vài thứ khác nhau, đúng rồi, có đoạn khác nhau, đúng rồi, mỗi nước. Đúng rồi, ok, nhưng một vài thứ ở đây là cái gì? Đó, thì lúc này chúng mình phải xem xét đến một vấn đề, đấy là... Mối liên kết giữa các câu với nhau, đúng không? Nhưng mình nói rồi, tất cả các câu trong một bài bao giờ liên kết. Mình, những cái câu phía trước nó đang nói về cái gì? Nói về thái độ. Đúng không? Mọi người thấy gặp sự thái độ hai lần liền. Vậy là bài đọc này rõ ràng là nó đang nói về thái độ. Vậy thì cái skoshi zutsu chiyatte itari suru ở đây tức là sao? Tức là ý ám chỉ là cái thái độ đó đúng không? Ở mỗi nước thì nó sẽ khác nhau một chút. Ok, một chút một. Ôi, rồi câu cuối cùng. Sore ga sore zore no bunka de aru. Câu này thì đơn giản rồi, đây là một câu đơn. Sore ga, đây là chủ ngữ này. Sore zore no bunka de aru. Sore zore ở đây là gì? Sore zore là mỗi cái khác nhau đúng không? Vậy câu này sẽ dịch là gì đây? Để đơn giản đúng không? Đấy, nó chính là cái địa, nó chính là các cái văn hóa khác nhau đúng không? Hay mình có thể dịch là ở các cái văn hóa của các nước, văn hóa khác nhau đúng không? Sore zore no. Ok, đây là một bài rất là dễ. Bài này thì mọi người thực ra là mình hướng dẫn cho nó ấy thôi, chứ còn bài này chắc chắn là hầu như là ai cũng dịch được cái bài này rồi. Mình nghĩ là bài này là một bài khá đơn giản. Ok, rồi, tiếp theo là khi mình dịch xong cái bài này, đây nó không phải là bài đọc hiểu đúng không? Mình không bắt mọi người trả lời câu hỏi, thế nên là thì mình sẽ hỏi mọi người nhé, đặt câu hỏi cho mọi người nhé. Vậy bài này nói về cái gì? Vậy là khi mình đọc xong một bài ấy, thì mình phải tóm lại được bài nói về cái gì đúng không?
cả bài này nói về cái gì đây, nói về cái gì, để mà biết được bài nói về cái gì nhá, thứ nhất là khi mình dịch mình hiểu rồi, thứ hai là mình sẽ tìm xem những cái từ nó xuất hiện rất là nhiều lần trong bài đó. Ok, rất xuất hiện rất là nhiều lần trong bài là bài nói về cái gì. Thế là mình thấy từ thái độ xuất hiện rất nhiều lần đúng không, thái độ xuất hiện rất nhiều lần. Và thứ hai là từ khác nhau đúng không, mọi thấy ở đây có chi gắt ti tà đi và là còn sore sore. Sore sore thì khác gì là cái khác nhau đâu đúng không, sore sore là mỗi cái mà khác nhau mà. Đó, ok, thầy đây là nói về thái độ đúng không, đúng rồi, ok, về thái độ ứng xử trong cuộc sống nó khác nhau tùy vào các nền văn hóa đúng không. Đúng rồi, ok, đó thì đây mình hãy luyện một cái, đấy là khi mình đọc bất cứ bài đọc nào, kể cả lúc mọi người luyện thi ấy, mọi người trả lời ok rất là tốt thôi, trả lời nhanh thì đúng, nhưng mà cái việc mọi người đọc ấy mọi người cũng phải làm nào, thứ nhất là để thu thêm thông tin cho mình đúng không, mình đọc mỗi bài đọc là để mình học thêm mà đó, thế nên là mình cũng phải hiểu xem bài nói về cái gì, cái chi tiết nhá, để cố gắng hiểu nó một cách chi tiết, đừng chỉ coi bài đọc là chỉ để trả lời nhá. Đó, ok rồi bây giờ mình đến một cái bài tiếp theo, bài này thì khó hơn bài lúc nãy rồi, bài lúc nãy là bài mở đầu thôi toàn câu đơn, bây giờ bài câu khó hơn đây này. Ok, nào. Câu 1. Saka to yu no, Saka to yu mono wa sono sakui no kaite iru aida dake Saka de aru. Đó, ok. Câu này thì trước khi mà mình chữa dịch câu này thì sẽ để cho mọi người thử dịch câu này nhé. Saka to yu mono wa sono sakui no kaite iru aida dake sakuin de aru. Phân tích. Chúng ta bắt đầu phân tích. Ok, đầu tiên lại xác định có sự từ qua đây rồi. Ok. Có vị ngữ đây rồi. Đúng chưa? Ok, vị ngữ thì mọi người cứ nhìn cuối câu là thấy thôi. Sono sakuhin no kaite iru aida. Vậy là mọi người sẽ thấy là cái cụm này là bổ ngữ cho chữ gì? Ngữ cho chữ aida đúng không? Dake là chỉ. Saka to yu mono wa, cái người mà được gọi, cái mono ở đây chắc chắn không phải là vật rồi mà là chữ giả nha mọi người. Cái người mà được gọi là tác giả thì sao nhỉ? Dịch từ vị ngữ lên này. Họ là tác giả chỉ trong cái khoảng thời gian mà họ viết cái tác phẩm đó. Ok chưa? Tức là mình đó, mình xác định chủ ngữ này, xác định được vị ngữ rồi thì như tiếng Nhật mà, cứ dịch chủ ngữ sau đó thì quay ngược từ vị ngữ lên thôi. Nếu nó là câu đơn. Tác giả được cho là chỉ khi viết tác phẩm gọi tác giả. Ok, tức là ok, Thanh Lê dịch tức là về mặt nội dung là đúng đấy, nhưng mà cách hình hành văn thì có vẻ hơi ấy đúng không? Nghe hơi hơi bị rối một chút. Câu số 2. Genko o kaite iru toki no watashi wa Saka da ga. Genko o kaite inai toki wa ano watashi wa nani o kangaete iru no ga wakaranai hen na yatsu de aru. À, sợ dịch vậy nghe sao bày với. À, làm tức là làm thế nào để dịch như vậy đúng không? Mọi người cứ nắm giữ vững cái quan trọng nhá, là một xem câu đấy là câu đơn hay là câu đơn hay là câu nhiều thành phần, câu nhiều vế, nói một cách đơn giản để gọi là câu nhiều vế đó. Thứ hai là mình xác định chủ ngữ, vị ngữ. Sau xác định rồi thì mình sẽ dịch từ chủ ngữ trước, sau đó thì vị ngữ, xong rồi quay ngược lại câu. Đây là quy tắc dịch của hầu tất cả các câu, tất cả các câu luôn. Đó, mình nhớ các bước nhá, xem đấy là câu đơn hay nó là câu nhiều vế. Nếu câu nhiều vế thì mình tách các vế ra. Sau đó, thứ hai là mình xác định chủ ngữ, vị ngữ, sau đó dịch chủ ngữ rồi dịch đến vị ngữ, quay ngược lại, mình dịch như thế thôi. Đấy là đương nhiên, đấy là cái cách dịch cơ bản nhất. Còn đương nhiên mỗi câu nó sẽ có một kiểu, đến khi nghe thì làm như thế nào, dịch như vậy đến khi nghe thì làm như thế nào. À, ok, một câu hỏi rất là hay, dịch như vậy đến khi nghe thì làm như nào. Ok, đầu tiên là mọi người khi nghe đúng không, thì mọi người cái lúc khi nghe nó khác lúc đọc của mọi người một điểm, là đọc thì nó viết sẵn ra giấy, còn khi nghe thì riêng tiếng Nhật với tất cả những người mà học tiếng Nhật ấy, hoặc thậm chí là về sau đi làm phiên dịch tiếng Nhật ấy, đều phải có một cái gọi là bộ nhớ đệm, tức là mọi người nghe và sắp xếp sẵn câu ở trong đầu. Ờ đấy, tức là khi mọi người nghe đến thông tin nào thì mọi người để đấy đã, tức là chưa dịch vào. Nó khác với tiếng Anh ở chỗ là tiếng Anh đọc đến đâu hiểu đến đấy, nhưng mà tiếng Nhật thì mình phải đọc hết câu mình mới hiểu được đó, thế nên là mình cần phải có bộ nhớ đệm, mình phải sắp nó ra ở trong đầu. Cái đấy là cái khó. Ok, có một bạn dịch ở đây. Tôi khi viết bản thảo thì được gọi là tác giả, nhưng khi khi không viết bản thảo thì bị nói kỳ quặc, không biết đang suy nghĩ gì. Hay ok, rồi, nào mình sẽ thử phân tích câu này nha.
Ok, đầu tiên mọi người thấy ở đây có g. G là một cái liên từ dùng để tách hai vế của câu ra đúng không? Khiến cho một hai vế mang tính chất đối nghĩa nhau. Ok, vậy là mình sẽ tách câu ở đây. Rồi, vậy là câu này có hai vế. Vế 1 mình xác định chủ ngữ. Vế 1 là gì? Đây, chủ ngữ đây, trợ từ của nó đây. Wow, đúng không? Vậy thì cái phần phía trước của nó là chủ ngữ. Tất cả chỗ này là chủ ngữ này. Còn đây là vị ngữ của vế 1. Vế 2 mọi người lại thấy wow ở đây. Vậy thì chủ ngữ của nó đây. Còn vị ngữ của nó là tất cả phần còn lại. Được chưa? Và mình sẽ xem cái vế đầu tiên trước nhá. Chủ ngữ của nó là watashi. Và mình được bổ ngữ bởi cả cái đoạn là gì? Genko kaite iru toki no bổ ngữ cho watashi. Vế 2 thì mình có Genko kaite nai toki bổ ngữ cho watashi. Rồi, vế 1 mình sẽ dịch là gì? Chủ ngữ này, tôi. Trong cái lúc mà đang viết bản thảo, đúng không? Ok, thì là tác giả. Đúng chưa? Theo đúng nguyên tắc nhá, dịch chủ ngữ xong đến dịch vị ngữ. Đúng chưa? Ok, tôi khi mà đã khi và trong cái lúc mà viết bản thảo thì được gọi là tác giả. Còn vế đằng sau này, nhưng mà Genko kaite nai toki no watashi wa. Tức là tôi khi không viết bản thảo thì rồi bắt đầu xác định vị ngữ đâu? Đây, nó là cái chỗ này đúng không? Là gì? Là một cái thằng giác sự này. Hen, một thằng kỳ lạ. Mà làm sao? Nanika kangaeteru no ka, nani o kangaeteru no ka wakaranai. Không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Ok, giờ phải thống nhất cả câu lại là gì? Khi mà tôi đang viết là tôi lúc mà viết bản thảo thì được gọi là tác giả đấy. Nhưng mà khi tôi không biết bản thảo thì tôi chỉ là một cái thằng kỳ quặc đúng không? Mà chả hiểu là bản thân mình đang nghĩ cái gì. Đấy, ok. Ok, nào thả tin cho hai bạn đây, ok. Dịch đúng rồi. Rồi, đến câu số 3. 実際にそうだと思うし、それでいいと思ってる。Rồi, câu thứ 3. Mình thấy có hai vế đúng không? Mọi người rõ ràng ở đây thấy có she. She là một cái ngữ pháp liệt kê để tách cái này làm hai vế rồi. Mình dịch câu này như nào đây? Xem nào. Có làm sao nghe được câu đấy á? Làm sao nghe được câu đấy thì lại là câu chuyện về khả năng luyện nghe, kỹ năng luyện nghe rồi. Mọi người dịch câu kia nha. Làm sao được nghe được câu đấy thì giống như là kiểu mình tự hỏi tại sao mình nghe được tiếng Anh và tại sao mình lại không nghe được tiếng Anh, nó giống như thế. Thì mình nghe được tiếng Nhật và không nghe được tiếng Nhật nó cũng tương tự như vậy thôi, nó là do luyện tập và thời gian thích nghi. Nào, có bạn Thanh Lê dịch là thực tế nghĩ như thế, cái đó cũng đúng. Thực tế nghĩ như vậy thì cái đó cũng đúng. Mọi người sẽ thấy cái câu này ở đây thì không thấy trợ từ wa xuất hiện ở cả hai vế đúng không? Ok. Nhưng mà khi bình thường thì mọi người để ý đúng không? Khi mà không có trợ từ WA xuất hiện tức là chủ ngữ nó đang bị giấu đi đúng không? Mà bài này thì là một bài mọi người đọc từ nãy giờ đều là tác giả, nó là watashi mà đúng không? Tức là tác giả tự nêu lên cái suy nghĩ của mình. Vì thế câu này rõ ràng chủ ngữ là watashi, là tác giả. Vậy thì câu này mình mặc định khi mình dịch ấy thì nó sẽ là watashi wa jisai ni sou da to omou shi. Watashi wa sore de ii to omotteru. Rồi, ở đây mình có she là một cái ngữ pháp liệt kê. Và đúng không? Tôi thì tôi là chủ ngữ rồi. Ok, vị ngữ là gì? Là nghĩ. Nghĩ là gì nhỉ? Nghĩ là so đã. Jisai ni so đã. Thực tế đúng như vậy. Tôi nghĩ thực tế đúng là như vậy. Và tôi cũng đang nghĩ rằng sore de ii, tức là thế cũng được đúng không? Sore de ii. Ok. Rồi, nào, tiếp nhé, câu tiếp theo này. Một câu siêu dài luôn. Bây giờ câu này mới gọi là để thử xem kỹ năng của mọi người phân tích câu xem các vế này chủ ngữ câu như nào đây. Saka というものは作品を書き上げて作家になり、作品を書き終えた後はあの作品の作者という形で過去の人となるしかないようなものである。これ hơi khó một chút này. Để phân tích câu này thế nào đây. Là câu này siêu dài. Nào mình sẽ làm cùng luôn nha, làm cùng với mọi người nha. Ok. Saka というものは先の書き上げて作家、作家になり。Ok, mọi người thấy đầu tiên là câu này ở đây có rất nhiều dấu phẩy, tách làm rất nhiều vế. Rất rất nhiều vế, nhưng mà có một câu chuyện là ở đây là nari. Cái cách viết là V mas, bỏ mas đi. Thực ra là nó bằng với cả VT, dùng để nối câu. Vậy thì trong văn viết ạ, đó, thì nó hai cái này là giống nhau. Thì đến trong trường hợp này thì mọi người sẽ thấy đây là một câu nối, tức là đây bằng với cả natte, đúng không? Đó. Tức là rõ ràng đây là câu nối với thể T nối như này thì nó sẽ phải cùng chủ ngữ đúng không? Nó cùng chủ ngữ là gì? Sakato toyumono wa, vậy chủ ngữ nó chính ở đây. Còn ở đây mình thấy có thể,
T nó nối hai vế, mình sẽ phải tách làm hai vị ngữ đúng không? Thứ nhất là một, đây là vị ngữ này. Thứ hai vị ngữ là như này. Rồi, vậy thì mình tách nó là hai vế này. Đó. Sẽ dịch từ chủ ngữ đúng không? Chủ ngữ là cái người mà được gọi là tác giả thì sao nhỉ? Ninari, thì là Ninate sẽ trở thành tác giả đúng không? Ở đây có gì? Saki no kakiagete, tức là viết xong cái tác phẩm đúng không? Sakuhin no kakiagete saka ninari, tức là trở thành tác giả sau khi viết xong tác phẩm. Đúng chưa? Viết xong tác phẩm thì trở thành tác giả. Đó, đấy là một vế đầu. Cái thứ hai này, vẫn sẽ là chủ ngữ, nó vẫn sẽ là cái saka というものは saki no kaki oeta ato wa ano saki no saka という形で過去の人となるしかないようなものである。Vậy thì là ở đây mình có một cái trạng từ thời gian, đấy là gì? Đấy là sau khi mà viết xong cái tác phẩm đó thì trạng từ thời gian đúng không? Ok, mình cái vế đằng sau mình sẽ dịch là gì? Vẫn là cái người tác giả. Cái tác giả thì nó là gì? Nó là cái người mà có lẽ shikanai gì? Naru shikanai là chỉ có thể đúng không? Trở thành một cái người trong quá khứ với cái hình thức được gọi là cái tác giả của tác phẩm đó. Tác giả là cái người mà có vẻ như chỉ có thể trở thành cái người trong quá khứ ở cái hình thức gọi là tác giả của tác phẩm đó. Ok, đấy là cái trực nghĩa. Còn bây giờ mình sẽ làm sao để cho câu nó dễ hiểu hơn. Câu này mình sẽ thống kê lại, nó sẽ là gì? Cái người được gọi là tác giả thì khi họ viết xong tác phẩm đúng không? Viết xong tác phẩm thì họ trở thành tác giả. Đó, và sau khi mà viết xong, viết hoàn toàn, viết xong cái tác phẩm đó rồi ấy, viết hết cái tác phẩm đó rồi thì họ chỉ có thể là người ở trong quá khứ đúng không? Chỉ được có thể là trở thành một cái người ở trong quá khứ ở cái hình thức là gì? Cái tác giả của cái tác phẩm đó thôi. Đó, tức là như nào? Viết lúc mà viết thì là tác giả, ok, nhưng viết xong rồi thì chỉ có thể gọi là cái tác giả của cái tác phẩm đó thôi, tức là một cái đã trong quá khứ rồi, không được gọi là tác giả ở trong thời điểm đó nữa. Đó, ok, đấy là ý của bài này. Ok, đấy là câu dịch khá là dài này nhá. Vậy thì nội dung chính của bài này là gì? Ok, thế là cả cái bài này tác giả nói về cái gì? Nó tác giả ý xuyên suốt của bài này là câu đầu tiên trong bài luôn đúng không? Tác giả chỉ có thể là tác giả khi đang viết cái bài đó thôi, khi đang viết cái tác phẩm đó thôi. Đó, đấy là cả nội dung của cả bài này. Viết xong rồi thì không thể gọi là tác giả nữa mà chỉ là tác giả của tác phẩm đó thôi. Ok. Rồi nào, bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái bài khác đi, cho nó xem nào, chỗ này chọn một cái bài gì đó khó khó một chút xem sao. Thật ra, chị, một bài nhìn sơ qua nha. Định nghĩa tác giả là người như nào? Ok, một cách nói cũng khá là hay. Ok, thế thì nó khá là bao quát đúng không? Ok, rồi Thanh Lê với cả thì Mari Nguyễn. Ok, cho ra hai cái tiêu đề cho cái này cũng khá là hay. Đúng rồi, ok, tóm tắt như thế cũng khá là được. Rồi ok, bây giờ đến một cái bài có cái tiêu đề là Jibun te donna ningen daro. Jibun te donna ningen daro. Câu này là một câu khá là dễ nên là mình sẽ dịch luôn nhá. Ở đây thì mình thấy có một cái cách sử dụng trong biểu hiện là tệ. Cái tên này mình sẽ coi nó gần như là wa. Jibun te donna ningen daro thì nó giống như kiểu là Jibun wa donna ningen daro. Vậy thì bản thân là người như thế nào đúng không? Bản thân là người như thế nào? Hay hay, ok, rồi đây là tiêu đề của quen này thôi. Rồi, nào bắt đầu từ câu đầu tiên. So考えるとき、必ず自分が所属する会社や学校、それに家族や友人たちの顔を思い浮かぶのではないでしょうか。これが dài này. Không biết dịch nào chuẩn hay không đây. So考えるとき、必ず。Trạng từ thời gian này. Đó. Và đây là một câu hỏi đúng không? Điều hòa này để chụp. Đây là không hẳn là một câu hỏi, và đây gọi là gì? Câu hỏi tu từ. Chắc hẳn là khi mọi người gặp bài đọc hay bài nghe rất hay nghe được cái giờ này để chụp cả. Điều hòa này nào cả, điều hòa này để chụp cả. Thì đây là một câu hỏi tu từ. Bản chất của cái cụm điều hòa này để chụp cả này không làm thay đổi nghĩa của câu. Nó chỉ đơn giản là như một cái lời tự hỏi của tác giả hoặc là một câu tác giả thể hiện cảm xúc thôi. Thế nên là mọi người không cần dịch cái này vào trong câu. Nếu có dịch thì hãy dịch là chẳng phải là hay sao. Rồi ok.
必ず自分が所属する会社や学校、それに家族や友人たちの顔が思い浮かぶのではないでしょうか。Chủ ngữ câu này là gì nhỉ? Chủ ngữ câu này là giống như là ở cái câu lúc nãy mà mình vừa chưa đúng không? Đấy là watashi. Đấy, ở đây là một câu cũng lược đi chủ ngữ rồi, watashi. Vậy thì câu này thực ra nó là gì? Dai hoặc là watashi hoặc là anta. Bởi vì đây là một câu hỏi mà đây là một câu hỏi tu từ chứ không phải là câu hỏi. Thế nên câu này có thể vừa nói đến tôi hoặc nói đến tác giả. Bởi vì ở đây ở bên trên nó đang hỏi là bản thân mình là người như thế nào mà. Đây có thể là một câu hỏi dành cho tác giả hoặc một câu hỏi dành cho người đọc. Là khi mà suy nghĩ đến điều đó đúng không? Thì tôi hoặc là bạn đúng không? Chắc hẳn là sẽ làm sao nhỉ? Omoi ukabu. Sao sao? Nổi lên trong đầu đúng không? Nghĩ lên trong đầu cái gì? Cái khuôn mặt của của bạn bè hay gia đình. Hoặc là hơn nữa là gì? Là cái trường học hay là cái công ty mà bản thân mình trực thuộc. Ở đây mình có từ show giúp tựa là trực thuộc nhé, là thuộc. Ok chưa? Đó. Rồi, ok, tiếp này. Ningen wa shakaiteki na ikimono da. Ningen wa shakaiteki na ikimono da. Ikimono desu. Con này một câu đơn rồi. Con người là chủ ngữ này. Vị ngữ là ikimono này. Còn cái này là bổ ngữ cho cái từ ikimono đó đó, shakaiteki là mang tính xã hội, con người là một sinh vật mang tính xã hội. Ok, đây là thử check các cái câu mình của bạn nha. Ok, khi nghĩ về bản thân là người như thế nào chẳng phải là sẽ nảy ra những suy nghĩ về trường học bên nơi mình đang làm. Ok, rồi dịch khá là hay, dịch rất là hay. Ok, đúng rồi. Ok, rồi tiếp đến một câu dài cũng không kém gì đúng không? Nào, 周囲の人たちのとの関係によって自分自身の立場を確認し、自分自身を高め、成長させるだけでなく、生活を充実させるために、他の人たちに働きかけていくものです。 Ok, nào, con này dịch như nào đây? Con này mình lại phải xem xét vì câu này cũng không hề xuất hiện từ wa như là các cái câu bình thường. Vậy là câu này cũng đang nói về watashi hoặc là anata rồi đúng không? Tách câu này ra như nào đây? Niote một này, cái này là cách nối câu, nối câu và tameni đây sẽ là về thứ hai, tách theo ngữ pháp thôi đúng không? Vậy thì theo thứ tự của câu như này, ở đây mình có tameni, mình có ngữ pháp tameni là để, thấy không, là để đúng không, là để. A tameni, B tức là làm B để A đúng không? Đó, đây là sự khác biệt khi mà dịch ra tiếng Việt. Vì thế nên câu này nếu như mà mình dịch thì mình sẽ dịch như thế nào? Mình sẽ dịch theo thứ tự nào? Chút tầm mắt tệ. Đây chứ. 1, 2 và 3. Đó, mình sẽ dịch ngược lại cả câu này. Bởi vì chủ ngữ thì không có đề cập rồi. Mình sẽ xét từ vị ngữ lên mà dịch thôi. Chủ ngữ nó đây. Vậy câu này sẽ là watashi tachi hoặc là anta tachi đúng không? Watashi tachi wa nani? Mình sẽ dịch từ dưới lên thôi, cứ dịch theo đúng từ dưới lên, đến đâu thì đến đó. Mình có vế 3 này, cái vế đầu tiên niyote này mình sẽ dịch là shui no hitotachi no kanke niyote, tức là nhờ vào cái mối quan hệ với những người xung quanh. Ok, một vế cứ để đấy đã nhá. Rồi, 自分自身の立場を確認し、chúng ta xác nhận cái địa vị của bản thân mình. 自分自身の高め, tự nâng cao bản thân mình. 成長させるだけでなく, không chỉ là đúng không? Không chỉ là để trưởng thành và nâng cao bản thân mình mà 生活を充実させる đúng không? Tức là sao? Làm cho cuộc sống nó trở nên đầy đủ hơn. Và vế cuối cùng, vế một này là 他の人たちに働きかけていくものです. Đó, rồi ok, mình sẽ dịch được ba cái đó rồi mình nối lại câu. Nào, xem anh dịch cái câu này đây. Cái trước khi mà đi dịch cái câu này thì có một cái từ mình cũng phải nên biết. Thực ra từ này gặp khá là nhiều, nếu mà ai học ngữ pháp bằng sách tiếng Nhật á thì gặp từ hatarakikake rất là nhiều. Hatarakikake nó giống như kiểu là thúc giục, thúc đẩy á. Vậy thì câu này mình sẽ dịch là cái vế này mình sẽ dịch là gì? Hokano hito tachi ni
Hatarakitaketi kimono, tức là chúng ta là những người mà thúc đẩy người khác, đúng không? Ok, thúc đẩy người khác. Rồi, ok, vậy thì mình sẽ dịch từ dưới lên, đúng không? Vậy thì chúng ta là những cái sinh vật làm sao? Chúng ta thúc đẩy những người khác, đúng không? Khuyến khích thúc đẩy những người khác để đó, rồi dịch ngược lại. Để gì? Để làm thỏa mãn, để làm đầy đủ cho cuộc sống của mình này. Không chỉ là để làm cho chúng ta trưởng thành hơn, nâng cao được cái bản thân mình hơn, xác nhận được cái địa vị của bản thân mình hơn nhờ vào cái mối quan hệ với những người xung quanh. Ok, đấy là dịch để mình trực nghĩa, mình hiểu. Còn bây giờ mình sẽ wording nó lại sao cho nó giống một câu tiếng Việt nhá. Vậy là con người chúng ta là những cái sinh vật mà chúng ta thúc đẩy người khác để này, nhờ vào cái mối quan hệ của những người xung quanh, và chúng ta xác nhận, không chỉ là xác nhận địa vị bản thân, không chỉ nâng cao bản thân, không chỉ để trưởng thành, mà còn làm cho cuộc sống chúng ta thêm đầy đủ hơn. Ok, cái này thì nó sẽ cần mọi người tập luyện dịch rất là nhiều, bởi vì khi mọi người dịch theo kiểu cái quy trình như mình có đề cập ở bên trên ấy, thì mọi người sẽ hiểu nghĩa câu thôi. Còn để mà làm sao câu nó giống tiếng Việt hơn á, thì mình sẽ phải luyện dịch rất là nhiều để trau chuốt câu từ. Và câu cuối cùng là その意味で言えば人は人間関係によって. Nào, ở đây mình có một cái từ với trông có vẻ hơi lạ một chút, đúng không? Thế này sẽ đọc là Hagu Kumu. Trong trường này là Hagu Kumarete Iku To Itte Ii Desho. Hagu Kumu ở đây có hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng, là ấp ủ. Cả nghĩa đen nghĩa bóng là ấp ủ. Ấp ủ trong nghĩa đen thì là kiểu ủ trứng các kiểu á, còn ấp ủ trong nghĩa bóng thì là ấp ủ ước mơ các kiểu, hoặc là ấp ủ một cái ý nghĩa nào đó. Vậy thì nếu mà câu này mình sẽ dịch nhà đi nhỉ, vậy nếu như chúng ta nói với cái ý nghĩa như vậy thì làm sao, đúng không? Tách câu này ra đây, ở đây lại có niote này. Vậy nếu mà nói về cái ý như thế thì có thể nói rằng, đúng không, chúng ta có thể nói rằng ở đây có toi tei, đây là vị ngữ câu, có thể nói rằng là chúng ta đang đang làm sao đây, haku cái cự, tức là chúng ta đang được ấp ủ, đúng không, bởi cái mối quan hệ của con người đó, đúng không? Con người chúng ta đang được ấp ủ bởi các cái mối quan hệ của con người. Đấy, ok. Tôi có dịch một xíu, đúng rồi, ok, đúng rồi, hình như ra là hai cái mượn, đúng rồi nha. Ok rồi, hơi nhiều bài, bây giờ mình sẽ đến một cái bài dài đi. Một bài dài này để cho nó căng thẳng, có thể căng thẳng nào. Bài dài hơn cho căng thẳng. Bài này được là một bài mình đăng lên làm bài tập ở trong cái group luyện IN2. Và coi như là đây là để dịch luôn cái bài đó nhé. Nếu mà bạn nào mà cần làm cái bài đấy rồi mà chưa hiểu cách dịch của nó thì đây, mình sẽ xem bài này mình dịch như nào. Bài này thì là vì nó là một bài đọc, thế nên là mình sẽ để nó nguyên là một bài đọc chứ không tách thành từng câu để mình dịch như kia nữa. Ok, mình sẽ để nó giống như một bài đọc bình thường, chỉ là không có phần câu hỏi thôi. Đọc sổ to á,堅苦しく,堅苦しくて, つまらぬものだと普通の人が思い込んでしまう不運。その不運の最たる原因は、国語の授業と読書の本道である。 Ok, nào, cái đoạn đầu tiên là mình sẽ dịch như nào đây. Câu này là gồm có hai câu, đúng không? Cái phần đoạn này có hai câu. Đây, phần 1 và phần 2 đây. Phần 1 trước này, đọc sổ tổ ạ. Ở đây mọi người thấy có tổ ạ ở trên này rồi. Đây là một cái ngữ pháp dùng để định nghĩa, đúng không? Vậy thì coi như đây nó sẽ là chủ đề câu rồi. Vậy, việc đọc là, ok, vị ngữ đằng sau, ưn, bất hạnh này. Sau đó thì mình được bổ ngữ bởi cái đoạn là omoi koneshima, bổ ngữ cho nó. Vậy thì câu này mình dịch là gì đây? Đúng rồi, ok, nãy vừa dịch bài này. Đúng rồi, ok, thấy của Thanh. Của Thanh lên dịch bài này rồi. Thanh lên dịch bài này khá là ok, rất hay. Vậy thì câu này mình sẽ dịch là gì? Câu này mình sẽ dịch là, vậy cái việc đọc hiểu là gì? Thật bất hạnh là nó lại được mọi người nghĩ rằng, đúng không? Đây, mình sẽ dịch chủ ngữ đây nha, sau đó thì dịch ngược nó lại. Ví ngữ là bất hạnh rằng là nó lại được gì? Mọi người nghĩ là, đúng không? Những người bình thường thì nghĩ nó là một thứ rất là katakurishi và sumaranu. Sau đó thì katakurishi này, katakurishi là kiểu cứng nhắc, kiểu nghiêm trang ấy, cứng nhắc đó. Còn tsumaranu, thực ra tsumaranu thì nó là từ tsumaranai mà thôi. Mình sẽ gặp
cái cách nó là nai biến thành nữ rất là nhiều. Thực ra là nai ngày xưa hồi sửa 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 xưa thì người Nhật hay đọc nó là nữ. Đây thì câu này mình sẽ đọc, dịch cả câu nó là đọc hiểu thì thật đáng buồn đúng không? Thật là bất hạnh là hầu như những người bình thường ạ thì đều nghĩ rằng nó đều cho rằng nó là thứ rất là cứng nhắc và nhàm chán. Sonofu no sai ta đự, ở đây thì mình có từ sai ta đự này. Từ sai ta đự ở đây nó là kiểu như nào nhỉ? Dễ thấy á. Kiểu dễ thấy á. Mình dịch là dễ thấy thôi, nghĩa của nó thì là dễ thấy hay phổ biến á. Chủ ngữ câu này là genin đúng không? Còn cả cái đoạn này là bổ ngữ cho chữ genin đó. Nên mình sẽ dịch cái vế này là cái nguyên nhân mà dễ thấy cho cái sự bất hạnh đó, đúng không? Cái nguyên nhân dễ thấy cho cái sự bất hạnh đó là gì? Là đây, lại dịch từ vị ngữ lên này. Nó là sự côn độ. Côn độ là chữ hỗn và chữ đồng. Đồng là giống nhau và hỗn là lẫn lộn đó. Tức là mình nghĩ rằng chúng nó lẫn lộn giống nhau giữa giữa cái gì? Giữa cái jugyo và cái doksho, giữa việc đọc hiểu với cả những cái kokugo no jugyo, với cả các cái tiết học quốc ngữ. Rồi, ok, vậy là cả đoạn đầu tiên dịch tóm lại là người ta thì thật là buồn là người ta hay nghĩ rằng đọc hiểu là chuyện rất là chán và cứng nhắc. Cái nguyên nhân mà dễ thấy ở đây đấy chính là vì nhầm lẫn cho rằng chúng nó giống nhau, cho rằng cái việc đọc hiểu với cả những cái giờ học quốc ngữ nó là giống nhau. Rồi, tiếp. Đoạn thứ hai. Kyozai tonaru bunshou no na goku o kaisaku sase, kanji o oboe sase, na danraku yaku o sase, marumaru kana, ji inai ni yoshi o matome saseru. こうしたようなことが国語の授業では行われる。これは必要なことである。言語を把握し、長文を理解するための基礎である。まあ、つまらないのは仕方あるまい。OK。Rồi, mình có một cái đoạn cũng khá là dài và mình tách ra các câu thì mình sẽ thấy ở đây cũng có một câu này, hai câu này và ba câu, bốn câu tất cả. Mình dịch từng câu nha. Câu đầu tiên là kyozai tonaru bunshou no goku o kaisaku sase. Kanji o oboe sase. Danraku yaku o sase. Maruji inai ni yoshi o matome saseru. Kou shita yō na koto ga kokugo no jūgyō de wa okonaware teiru. Ok, vậy chủ ngữ của câu này là gì? Thế là mọi người thấy ở đây có một cái chủ đề là đúng không ạ? Được chưa? Thứ hai là mình có chủ ngữ là gì ạ? Được nhá, ga là chủ ngữ, wa là chủ đề. Cả cái phần bên trên, từ cái phần kyozai này cho đến từ cái phần này cho đến hết cái saseru này là để bổ ngữ cho cái chữ koshita yona koto đúng không? Koshita yona koto. Đó, ok, vậy thì mình sẽ biết chủ đề câu rồi này, biết chủ ngữ câu rồi này. Rồi, và biết vị ngữ câu rồi. Đây vị ngữ của nó là okonaware. Vậy mình sẽ dịch được cả câu này là gì? Chủ đề trước nhá, là trong các cái tiết học quốc ngữ thì cái việc như thế này, việc như thế này là việc như nào? Là cái việc mà bắt đúng không? Mình sẽ phải dịch từng câu thôi bởi vì đoạn này là TTT mà nên là mình sẽ nối câu thôi. Bắt phải dịch các cái câu chữ ở trong một cái đoạn văn ở trong cái kyozai tức là trong giáo trình này, hay là việc bắt phải dịch những cái đoạn văn này, hay là bắt phải viết tóm tắt những cái ý chính của cái đoạn văn đó trong một cái khoảng chữ nhất định, thì kiểu bắt mọi người phải viết cái tóm tắt của cả bài văn này trong khoảng 10 chữ chẳng hạn, đó kiểu như vậy. Đó, tất cả những cái hành động như thế thì đang được okonaware đấy, tức là được thực hiện đúng không? À, xin sẽ đọc chữ Hán nhanh quá không kịp lát à? Comment đấy, ok, để xin sẽ nốt lại cho mọi người chữ Hán ở trong này. Ở đây mình có từ kyozai này. Bunshou này mình viết bằng chuột nên là trông nó hơi khó đọc một chút. Goku kaisaku kanji thì biết rồi ha. Đan lạc cự đây là yaku, inai đây là yoshi đó. Còn kokugo với jugyo thì chắc là mình biết được câu này rồi. これは
Hitsuyo na koto để ạ, thì câu này đơn giản rồi. À, đội mũ à? Không, sẽ không đội mũ đâu mà sẽ quấn khăn lên cho nó đỡ bị tóc nó bù xù mà. Tại vì trời ơi, Hà Nội cách ly lâu quá rồi. Mấy tháng rồi. Thực ra là sẽ ở nhà mấy tháng rồi nên tóc nó dài quá không đi cắt tóc được. Khô à nào, khô đẹp ạ. Hitsuyo na koto de aru thì cái này là chuyện rất là cần thiết đúng không? Ừ, ok, câu này đơn giản rồi. Khô đẹp ạ. Hitsuyo na koto de aru. Câu khá là dễ dịch. Kokugo ha akushi, ở đây là một cái từ ha akku là nắm bắt nhá mọi người nhá, ha akku nắm bắt này. Chobun thì ai cũng biết rồi. Rikai hiểu. Tame no kiso. Ở đây thì mọi người thấy là chủ ngữ đã bị lược đi rồi, nhưng mà chủ ngữ ở đây nó đang là cái phần korewa ở phía trước đây. Ở đây chủ ngữ nó là korewa ở phía trước. Ở đây mình có cái vế này, cái chủ ngữ à, cái vị ngữ của câu này là cái kiso de aru, tức là cái cơ sở, là cái cơ sở. Ở đây mình có ngữ pháp tame tức là để đúng không? Vậy đây là cái cơ sở để gì đó, nghe chưa? Vậy thì mình sẽ dịch câu này là gì? Đây là cái cơ sở để làm sao? Để chúng ta ha cự nắm bắt được ngôn ngữ và gì đây? Hiểu được đúng không? Lý cai là hiểu, hiểu được những cái đoạn văn giải chưa bền đấy. Không phải Việt Nam mưa bị dột đâu, trời ơi, giá cả nó bị dột thì nóng lắm. Đà Lạt cự Eki à? Không, chỉ đây đọc là Gia cự nhá. Trời sao ơi, đây không phải là không không phải được mấy gì đâu. Cái bài hôm nay chỉ đơn giản là xê dịch bài của mọi người thôi. Đọc dịch của mọi người thôi. Stylist ạ. À, nã sổ đã có tôn đê đó. Harakami ga. Đã ra sự kiện khả năng đi. Ga, đoạn 3 này. Ga, kokugo no jugyo ga đọc sổ ga tsumarana kusuru no dewa nai. Rồi, ok, câu này là một câu khá là ngắn để cho mọi người dịch rồi. Nào, câu này để chờ mọi người dịch nhá. Ga kokugo no jugyo ga dokusho ga tsumaranaku suru no dewa nai. Rồi, để ý nhá, đây không phải dewa nai đâu, không phải dewa nai cả, mà đây là dewa nai, thì thế đây là một câu phủ định. Mình dịch câu này như nào đây? Chờ mọi người dịch câu này. Có thể là làm dịch như này có vẻ mệt hơn là mọi người trả lời trắc nghiệm tự luận à, trắc nghiệm của ngữ pháp với cả từ vựng đúng không? Nửa mấy mệnh mọi người ạ, cái này không phải nửa mấy đâu, đức sợ cái này đơn giản là em học nửa ba hoặc nửa hai, hoặc thậm chí là nửa một là ok thì sẽ phù hợp, đơn giản là chỉ là một bài dịch thôi, một bài để sẽ cùng mọi người dịch thôi, mình cùng với cả mọi người cùng dịch các đoạn văn khác nhau thôi. Ok rồi, nào bây giờ mình sẽ dịch cái câu này xem sao nhá. Dịch câu này xem sao nhá. G là bằng với cả demo rồi đúng không? Cái này bằng demo này. Tức là nhưng mà. Ok. Rồi chủ ngữ câu này là gì? Đây. Kokugo no jugyo ga là chủ ngữ. Dokusho ga tsumaranaku suru tức là làm cho đọc hiểu nó bị chán đúng không? No là dùng để danh từ hóa cái cụm này lên rồi, cái cụm phía trước này này, đây cả cụm này mà có cái no ở cuối cùng này thì danh từ hóa lên đúng không? Và dewa nai là bằng dạ nai. Vậy thì câu này sẽ dịch là gì? Vậy thì cái tiết học quốc ngữ, tuy nhiên là tiết học quốc ngữ không phải là cái thứ đúng không mà làm cho cái đọc hiểu trở nên nhàm chán. Rồi tiếp theo sau này, kokugo no jugyo to dokusho o onaji mono da to kondo suru のがつまら、あ、つまらなくする。OK. Đấy, cách dịch chọn đáp án thôi á. Cái chọn đáp án thì là nó sẽ ở buổi đọc hiểu, còn bài hôm nay nó chỉ là dịch thôi. Thực ra thì rất là muốn mọi người học cách dịch chứ không học, tức là học làm nào để mình luyện tập dịch ấy, bởi vì thực ra mình có một cái hơi buồn là thường thì mọi người học rất hay học theo kiểu là chỉ để chọn đáp án á, mà việc đấy thì thực sự nó chỉ giúp cho mọi người trong lúc mọi người làm đề thi thôi, thậm chí là không hẳn là nó giúp đỡ được đâu, bởi vì lên càng lên cao á thì cái bẫy ở trong bài thi càng ngày càng nhiều, mọi người không hiểu được bài thì càng dễ chọn sai. Nó giống như kiểu mọi người hiểu hết bài ấy, thì xác suất chọn đúng của mọi người nó là 90%, nhưng mà mọi người chỉ đọc mấy câu á xong mọi người chọn theo mẹo á thì xác suất nó chỉ được khoảng 60 đến 80% thôi, nó rất là thấp đó, và càng lên cao thì nó càng tụt. Thứ hai là khi mọi người đi làm á, hoặc là ra đời ra đi làm á, ứng dụng tiếng Nhật ấy, thì chắc chắn là mọi người không thể là không dịch được, bắt buộc phải dịch. Đó, cái việc dịch này nó khó ban đầu nhưng mà nó sẽ rất tốt cho tương lai mọi người. Cố lên, hãy cố lên.
Đúng rồi, ok, sang dịch đúng rồi. Cái việc mà trộn lẫn giữa dạy học quốc ngữ với cả đọc sách mới mới làm ta trở nên chán à? Thực ra em dịch ở đây cái đoạn mà làm cho nó chán là đúng rồi, nhưng mà làm cho cái gì chán? Nó là làm cho cái đọc hiểu chán. Đúng không? Bởi vì mọi người thấy ngay từ đầu bài đến giờ á, mọi người dịch cái nội dung của nó ra thì nó đang nói đến cái việc là đọc hiểu, bị hiểu là chán đúng không? Đọc hiểu bị người ta cho là rất chán. Đó, vậy thì cái mà làm chán ở đây là làm cho cái đọc hiểu trở nên chán chứ không phải làm cho chúng ta trở nên chán. Đó. Ok, dịch đúng rồi. Tôi sẽ dịch wording lại câu đấy một chút nữa thì nó là cái việc nhầm lẫn đúng không? Cái việc mà cho rằng cái giờ đọc hiểu à, cho rằng cái giờ học quốc ngữ với cả việc đọc hiểu nó giống nhau mới là cái thứ làm cho giờ đọc hiểu trở nên chán. Đấy, ok, mình đúng rồi nhá. Câu cuối cùng. Dokusho wa kokugo no jugyo to wa chigau no da. Dokusho wa tada tanoshimeba ii. Ok, mình sẽ tách hai câu này ra định dịch trước. Hai câu là hai, đây là hai câu nha. Câu đầu thì ngồi dễ quá nên mình dịch luôn nhé. Dokusho wa kokugo no jugyo to wa chigau no da. Đọc hiểu thì nó khác với cả giờ học quốc ngữ. Dokusho wa đọc hiểu thì tada tanoshimeba ii. Chỉ cần chúng ta tận hưởng là tốt, ok. Đúng không? Ok, chỉ cần tận hưởng là đọc hiểu là được. Xin lỗi chí phải ạ. À, ok. Thực ra thì đấy là chỉ là cái quan niệm, cái cách suy nghĩ của CC thôi. Bởi vì thực ra là C trước giờ á, C thấy là rất, cái lúc mà C học xong N3 xong rồi C đọc báo C vẫn chả hiểu gì ấy, thì nó rất là buồn và thực sự là không ứng dụng được á. Nên là đọc phải dịch được. Thế thì mình mới có thể, về rất nhiều bạn nhá, có một câu hỏi như này. Em được, em học, em thi bằng N2 rồi, em bây giờ em có công việc nào mà liên quan đến tiếng Nhật hay không? Ok. Rồi, thực ra khi mọi người có tiếng Nhật rồi thì mọi người có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp, nhưng vấn đề là mọi người có tiếng Nhật theo kiểu là có bằng hay là biết ứng dụng nó. Ứng dụng nó có rất nhiều cách. Một người giỏi nói, ok thì sẽ có nghề cho những người giỏi nói. Những người mà đọc hiểu, dịch hiểu nhanh thì sẽ có nghề riêng cho họ. Thì đi làm phiên dịch đúng không? Chắc chắn là những người mà chỉ chọn đáp án thì không thể nào mà làm phiên dịch được rồi. Đó, đó thì nó chỉ để lấy bằng thôi, và bằng thì thực ra là nó chỉ oai thôi, chứ nó không có tác dụng gì mấy. Bằng thứ hai rồi vào công ty sau không đọc được tài liệu thì cũng chết. Rồi, ok. Nào, tiếp. 自分が関心を持つ建物なり. À, rồi ok, ở đây mọi người thấy một cái là nari nari nari. Đây là một cái ngữ pháp thể ra trong trong đời một thì phải. Mọi người hiểu đơn giản thì nari 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 ở đây nó là một cách liệt kê thôi. Chỉ liệt kê thôi. Hiểu đơn giản thì là và đi cho nó dễ hiểu. Rồi, vậy thì là gì đây? 自分が関心を持つ. Cả cái cụm này là cụm bổ ngữ này mọi người này. Đó. Bổ ngữ cho cái gì? Bổ ngữ cho cả cái cụm là tatemono nari, hito nari, kimono nari, mushi nari, basho nari. Sore nitsuite. Đó, ở đây có một từ rất là khó, đấy là tsuzuru. Hơi khó một chút. Tsuzurareta hon. Cái tsuzuru này là một từ hơi khó một chút. Từ tsuzuru này thường hay gặp ở trong bài đọc thôi. Tsuzuru nó gần nghĩa với cả từ các cự. Nó nếu như mà trong sách vở thì nó bằng nghĩa với từ các cự. Tức là viết. À, từ này có nghĩa là kiểu nêu lên hoặc là viết ra. À, ok. Vậy thì câu này mình dịch như nào đây? Tiếp này, à, từ từ trước khi mình dịch tiếp nào, đọc nốt đoạn cuối đã đúng không? Tada tanoshin de yomu no ga dokusho de aru. Ok. Vậy thì thực ra là câu chuyện bài này tìm cái đoạn này này, tìm chủ ngữ nó hơi khó này. Người biết chủ ngữ nó đâu không? Nó ở đây này. Đọc đến đây biết chủ ngữ nó đây, đây là vị ngữ này. Chủ ngữ nó là đây, cái việc chỉ đơn thuần là đọc và tận hưởng. Ok, vậy thì coi dịch là gì? Cái việc mà chúng ta đọc và tận hưởng đúng không? Đọc và tận hưởng cái gì? Mình sẽ phải xem hết cái phần bên trên, vì tất tần tật cái phần bên trên, cả cái câu bên trên nó bổ ngữ cho cái chỗ này thôi. Cái việc mà đọc và tận hưởng những cái quyển sách đúng không? Những cái quyển sách mà được được viết về những cái thứ gì? Về những cái công trình kiến trúc này, những cái con người hay những cái bộ quần áo, những loài côn trùng hay những cái nơi chốn mà bản thân chúng ta có quan tâm á. Đó thì đấy mới là đọc hiểu. Nó mới là đọc show, mới là đọc sách. Đúng, phải đọc hiểu là đọc sách. Chợ. Ok, vậy thì cả bài này nói về cái gì? Bài này nói về cái gì đây? Thì anh sẽ tóm lại được cái nội dung của cả bài này là cái gì? Đọc xong hết thì mình phải rút lại được là cái gì đúng không? Là gì nhỉ? Đọc hiểu. Đọc đọc hiểu này, thứ nhất là khác với cả
những cái giờ học ở trên lớp đúng không? Đọc hiểu chán là do người ta nhầm lẫn thôi. Đọc hiểu là gì? Đọc hiểu chỉ là việc đọc và tận hưởng thôi, đơn giản chỉ như vậy thôi. Đó, đấy là những cái thông tin mà tác giả muốn đề cập đến trong cả bài. Thì mọi người khi mà nắm được cái này rồi thì dù ai có hỏi mọi người câu hỏi gì đi chăng nữa mọi người cũng sẽ trả lời được thôi. Kể cả là nó hỏi như nào thì mình cũng trả lời được đúng không? Mọi người hiểu được bài thì câu hỏi nó như nào thì cũng được. Ok, không vấn đề gì cả, mình chấp hết. Ok, tôi gọi bài thứ ra là buổi hôm nay chính vì nó không luyện đề thế là nó hơi hơi buồn một chút, thì nó chỉ có dịch thôi nên nó hơi buồn một chút, nên là trước khi mà hết đây mình sẽ cho mọi người một cái đoạn đọc như này. Đây là một đoạn mở đầu của một quyển sách, nói luôn cho mọi người là một quyển truyện, ok, một tiểu thuyết, một quyển truyện. Mọi người nếu mà ai đọc sách nhiều thì thử xem nhé, xem là cái bài này là trong truyện nào, nếu mà ai mà đoán ra được ấy, thì siêu siêu luôn, cực kỳ 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 siêu. Đó, ok, sẽ đọc qua cho bạn người bạn này nhá. Thì thực ra bài này sẽ hơi nhiều kanji lạ một chút, bởi vì sao, nó là bài đọc trong sách mà nó còn là tiểu thuyết nữa nên nó càng khó đọc. Natsukashi koheto nioi, itoshi hikari no hikari to ondo, watashi wa taisetsu na narika to sukima naku pittari to kutsuite iru, wakachi gataku musubi tsuite iru, newborn に抱かれた、血のみごの頃のように、不安や寂しさなんて、かけらもない。失ったものは未だ一つもなく、とっても華やかな気持ちがじんじんと体に満ちている。OK, mình sẽ được đọc mấy chữ này trước này. Ở đây mình có một số từ như sau. Đây là natsukashi. Natsukashi là hoài niệm đúng không? Koe, nioi, itoshi. Cái này có hai cách đọc nhé mọi người nhé. Bình thường không có chữ O cũng được. Itoshi và itoshi thì đều giống nhau thôi, tức là thân thương á, yêu thương á. Hikari, từ ondo thì chắc là dễ rồi. Watashi wa taisetsu na narika to, từ này là từ sukima. Từ này từ sukima. Mình viết lên đây bởi vì nó hơi ít chỗ, mình sẽ viết đây. Là sukima. Tsukima nghĩa là kiểu vết nứt, vết hoặc là vết hở, chỗ hở, vết nứt hoặc chỗ hở. Từ này like N2 à? Cũng tùy hôm, cũng tùy hôm, nhưng mà chắc là sẽ xung quanh những cái chủ đề, dù sao nó cũng sẽ là giúp ích cho mọi người trong cái quá trình học N2 thôi. Chắc chắn nó sẽ quay quanh cái phần đó. Có thể hôm là đọc, có thể là hôm sẽ là làm bài như bình thường, hôm sẽ là chỉ đơn giản là dịch đọc hiểu như này thôi. Ok, tiếp này. Wakachi, cái này thì mọi người chắc chắn là nếu mà ai xem phim nhiều thì nghe thì rất là nhiều. Wakachi là wakatsu. Wakatsu là kiểu phân chia, chia tách. Phân chia, chia tách. Musubi thì chắc là mọi người đều biết từ này rồi. Musubi là gì? Là kiểu gắn kết đúng không? Kết nối với nhau á. Nubo là ngực nhá mọi người nhá, hay là nếu mà nói một cách nó thô tục hơn thì nó là cái của người phụ nữ, ngực của người phụ nữ đó. Ni rồi, ok. Nakareta là bế, là ôm đúng không? Ở đây mình có một từ rất là hay, từ này chữ này là chữ nhũ rồi đúng không? Ok, chữ này là một cái chữ tương tự với chữ nomu, nomi ấy, chữ ẩm á mọi người. Từ này mình đọc là chinomigo. Chinomigo tức là trẻ vẫn chưa cai sữa, trẻ vẫn còn đang uống sữa. Đó, trẻ vẫn còn đang bú sữa mẹ á. Rồi, no koro no yo ni fuan ya, cái tội sabishi sợ. Và sabishi sợ, sẽ nghĩ là thường thì trong các bài đọc tiểu thuyết ấy, thường nó hay đọc là sabishi, nghe nó sẽ văn thơ rất là nhiều. Kakera. Kakera là một mảnh mọi người ạ. Kakera là mảnh. Thực ra ấy, ở đây mình có từ kakera monai, là một cụ người Nhật rất hay dùng. Kakera monai tức là một chút cũng không có, một mảnh cũng không có. Kakera monai tức là hoàn toàn không có. Rồi, imada. Imada là cho đến giờ vẫn đúng không? Hitotsu monaku. Cho giờ vẫn chưa này. Eto totemo amayakana kimochi. Một cái cảm giác rất là ngọt ngào. Jinjin to. Jinjin là kiểu từng chút một, từng cơn một, từng đợt một. Karada ni michiteru tức là làm đầy cái cơ thể tôi. Ok, rồi, nào. Để thì câu này mình dịch xem sao nhé. Vì đây nó là một
đoạn tiểu thuyết, thế nên là sẽ cố gắng dịch cho nó giống văn thơ một chút, bởi vì nó sẽ tách câu rất là kỳ lạ. Mọi người thấy như cái câu đầu tiên này, nó hoàn toàn chả chủ ngữ chả vị ngữ gì, không làm gì có vị ngữ đâu đúng không, mà chỉ là một cái tả tả thôi, thế nên là dịch sẽ khó hơn bình thường một chút. Natsukashi koe to nioi nhỉ, cái một cái tiếng gọi, một cái tiếng nói thật là natsukashi là gì nhỉ, hoài niệm đúng không, cái mùi hương, cái âm thanh hoài niệm này, rồi cái ánh sáng và cái nhiệt độ thật là thân thuộc, thân thương, thân thuộc đúng không. Tôi thì sao đây, và ta sẽ xử là đây cả tội skimanaku, skimanaku là không một chỗ hở, không một nít hở, pitari tội sư à cự sư tề được cự sư cự tức là dính sát vào nhau. Tôi thì đang dính sát, tôi đang ép sát vào một người nào đó thân vô cùng thân thiết đúng không, tai sẽ sự vô cùng quan trọng, sát vào đến nỗi không một chỗ hở đó. Wakachigatai, wakachigataku, gatai á, gatai là khó đúng không, wakachigatai là khó thể chia lìa, musubi tsuite được tức là chúng tôi được kết nối với nhau một cách rất là khó thể được chia lìa đó. Nubo ni dakareta na Miyachinogo no koro no yoni, giống như là cái lúc mà còn là cái đứa trẻ vẫn còn đang bú tí mẹ ấy, thì fuan ya samishisa nante kakera mo nai, tôi không một chút bất an, không một chút cô đơn. Ushinata mono wa imada ni totsu mo naku totemo amaya na amaya kana kimochi ga jinjin to karara ni michiteiru, cái cảm giác làm sao, cái cảm giác rất là ngọt ngào đúng không, cái cảm giác rất là ngọt ngào mà trước giờ tôi chưa từng đánh mất một chút gì ở Hushinata mono wa imadani hitotsu mo nai, hitotsu mo nai thì nó đang làm sao, nó dần dần tràn vào đầy cơ thể tôi, thỏa đầy cơ thể tôi. Futo me ga hiraku, futo là bất bất chợt, bất ngờ, futo me ga hiraku bất ngờ tôi mở mắt ra đúng không. Tenjo heya asa Hitori, Tokyo. Ồ, vậy tức là đây là tác giả đang thể kiểu gì? Bất ngờ tôi mở mắt ra. Vẫn là cái trần nhà đó. Vẫn là trong căn phòng đó. Buổi sáng, chỉ một mình tôi. Tokyo. Ok chưa? Soka. À, ra vậy. Yume wo mite tanda. Hóa ra là mình mơ. Watashi wa beddo kara mi o okosu. Tôi thức dậy khỏi khỏi giường đúng không? Ok, tôi thức dậy khỏi giường. Giờ mấy câu này là mấy câu đơn thì mình dịch luôn. Sono tatta 2 byo hodo no aida ni saki made watashi o tsunde ita atataka na ettai kan wa kie usete iru. Câu này là một câu hơi một câu dài này, một câu ghép này. Tatta 2 byo hồ đồ nộ hay đà ni, vậy là trong cái khoảng thời gian chỉ khoảng 2 giây thôi đúng không. Ok, thì đây là một chặng từ thời gian này. Saki made watashi o tsutsunde ita atataka na ittai kan wa, đây là phần chủ ngữ này, phần chủ ngữ là ittai kan được bổ ngữ bởi cái đoạn là từ cái saki made đến cái atataka này. Kie usete iru tức là bị mất, lấy câu này mình sẽ dịch là ôi chỉ trong tròn vỏn vẹn là 2 giây đó thôi đúng không, cái cảm giác ấm áp đang bao trùm lấy hết đến bao trùm hết cơ thể tôi từ nãy đến giờ ấy bỗng chợt biến mất. Ato, à đây là atokata, cái từ này đọc là atokata nhé mọi người nhé, chữ tích với cả chữ hình atokata nghĩa là vết tích. Atokata mô nạc thử, chữ này đọc là yoin, dư âm yoin mô nạc thử, không một chút vết tích, không một chút dư âm đúng không? Mọi người thấy không? Nó cũng chả phải là một câu đúng không? Đó. Sono amari no na tototsu sa ni, tototsu là đường đột. Sono amari no tototsu sa ni, hotondo na, à hotondo. Nani o omou mamonaku, namida ga koboreru. Vậy là sao? Ở đây mọi người thấy cái chỗ này cũng không phải chủ ngữ này. Vậy chủ ngữ ở đây là gì? Là tôi đúng không? Là tôi nước mắt làm sao trào ra. Mamonaku tức là trong cái khoảng thời gian rất là ngắn đúng không, Mamonaku chẳng mấy chốc đúng không, trong cái lúc mà tôi đang còn đang nghĩ chả biết là tôi nghĩ cái gì đó, thì nước mắt tôi đã trào ra vì cái sự bất ngờ, cái sự đường đột đó, cái sự quá là bất ngờ của đường đột đó. Asa megasameru to naze naite iru, sáng thức dậy
không hiểu đúng không, sáng thức dậy không hiểu vì lý do gì mà tôi lại đang khóc. Koyukoto ga watashi ni wa tokidoki aru. Koyukoto ga, cái chuyện này đúng không, đây là chủ ngữ này, thì đối với tôi thì thi thoảng nó vẫn hay xảy ra. Cái này không phải N2 đâu, cái này chỉ đơn giản là dịch cho vui thôi, đọc và dịch cho nó vui thôi, không có phải là N2 hay N1 hay N3 gì cả. Rồi, vậy câu cuối này mình dịch là đó, ok, thì mình sẽ dịch như vậy. Ok, mọi người biết đây là từ trong quyển gì không? Từ trong chuyện gì không? Nếu mà ai đã từng xem cái bộ phim này rồi thì nghe cái câu đúng rồi, ok. Ôi Khánh Ly siêu thế. Sugoi ne, Khánh Ly sợ. Sugoi ne. Ôi siêu vậy. Trời ơi Khánh Ly đỉnh thế. Trời ơi, sao siêu vậy? Trời ơi, sẽ không ngờ đấy, sẽ không ngờ là có bạn là có thể đoán ra được cái câu này, à đoán được cái chuyện này, thật đỉnh quá, quá siêu. Đấy, ok, đúng rồi. Đây là trong Kimi no Na wa. Nè, sẽ lấy đúng trong cái này ra. Ừ, đúng rồi. Nó là trong phim và bây giờ nó chuyển thành tiểu thuyết thì nó có một cái tiểu thuyết như vậy. Đúng rồi, Kimi no Na wa, đoán rất là giỏi, rất là chuẩn. Không biết khi nào mới dịch được như thế này á. Cái này là một câu hỏi rất khó, vì thực ra để mà Sê cũng không biết là Sê dịch có phải là hay hay không nữa. Sê không không tự nhận mình là dịch giỏi hay cái gì đâu, nhưng mà để Sê dịch được đến mức tầm này thì là Sê học tiếng Nhật bây giờ cũng phải được 7 năm rồi. Thế nên là nó phải tốn rất nhiều thời gian mà để dịch được. Tức là mọi người thi bằng thì dễ dễ thôi, thi bằng rất là nhanh, Sê thi lên N1 có 2 năm thôi à. Nhưng mà để mà dịch được, nghe được và dịch được, xem phim được, dịch được, đi dịch được luôn á, thì nó tốn thời gian rất là nhiều, cái đấy thì phải luyện rất là nhiều. Ok, đúng rồi, mà ai đoán được ra cái này là Kimi no Na thì rất là giỏi. Ok, và chắc là mọi người nghe cái câu này đúng không? Asa mega samete to nase ka naite iru, đúng không? Ok, buổi sáng thức dậy không hiểu lý do gì tôi lại đang khóc đúng không? Ok, đúng rồi, ok, đoán siêu thật đấy, thật sự sẽ bất ngờ luôn, mình vô cùng bất ngờ á, là người đoán được cái câu này siêu thật. Khánh Ly đỉnh quá. Khánh Ly quá đỉnh luôn. Sê thi N1 rồi, Sê N1 rồi. Sê N1 từ năm 2016, Sê bắt đầu tiếng Nhật từ năm 2014. 2014. Ừ. Ok, nhưng mà tóm lại thì qua buổi này thực ra là chỉ muốn đề cập với mọi người là hãy cố gắng học dịch nhá, hãy cố gắng luyện tập dịch. Dịch nó rất là khó, đúng, công nhận nó rất là khó, nhưng mà nó vô cùng quan trọng, nó cực kỳ quan trọng luôn. Trong cả phần nghe, phần đọc của mọi người. Mọi người nghe ấy, mọi người nghe sai nhiều á, cũng là do vì mọi người hiểu sai, dịch sai. Đọc hiểu sai, đọc hiểu tức là mọi người chọn đáp án sai cũng là do mọi người dịch sai, không hiểu được nội dung bài thôi, cũng chả vì lý do gì cả. Không biết có đoạn này ạ? Có đấy, có đấy, em xem cái đoạn đầu á, cái đoạn mà ngay từ đầu luôn, ngay từ đầu luôn là sẽ có cái đoạn này. Ok, thì sẽ dịch lại cái đoạn, cả đoạn này một mạch nhá. Thực ra thì mình cũng không phải là người dịch quá siêu, không quá văn vẻ được. Ok, nào. À, ok, một cái âm thanh, cái mùi hương vô cùng lá hoài niệm, rất là vô cùng thân quen đúng không? Một cái tia sáng, cái nhiệt độ vô cùng lá. Itoshi trong này dịch là yêu thương thì hơi kỳ đúng không? Thôi, mình sẽ dịch tất cả là những cái âm thanh, cái mùi hương, tia sáng, cái nhiệt độ vô cùng lá. Hoài niệm. Tôi thì đang gần như là không một cái khe hở nào với một ai đó vô cùng quan trọng. Chúng tôi đang kết nối với nhau mà không khó có thể chia rời được. Cứ như là cái hồi mà tôi còn là một cái đứa trẻ bú tí mẹ, vẫn còn đang bú tí mẹ, không một chút bất an, không một chút cô đơn, buồn thầm nào cả. Đó, kệ. À, và cái cảm giác ngọt ngào ấy đúng không? Cái cảm giác ngọt ngào ấy mà từ trước đến giờ tôi chưa đánh mất cái thứ gì ấy, nó đang dần dần lấp đầy trong cơ thể tôi. Bất giác tôi mở mắt. À, vẫn là trần nhà đó, vẫn là căn phòng đó. Buổi sáng chỉ có một mình ở Tokyo. À ra là thế, hóa ra là mình đang mơ. Tôi thức dậy khỏi cái giường. Và chỉ trong khoảng 2 giây ngắn ngủi đó thôi thì bỗng tất cả cái cảm giác ấm áp mà đang bao trùm với tôi từ nãy giờ ấy bỗng biến mất, chẳng một vết tích, cũng chẳng một dư âm. Đó. À, nước mắt tôi bỗng trào ra. Nhưng mà tôi còn chả hiểu tôi đang nghĩ gì với cái sự thay đổi đường đột đó, cái sự quá là đường đột đó, bất ngờ đó. Buổi sáng thức giấc không hiểu sao tôi lại khóc. Và tôi vẫn thi thoảng xảy ra những chuyện như này đúng không? Ok. Ok nào.
À, dịch xong mà cảm giác như mình vừa giải mã được câu đố ấy nhỉ. Đúng rồi, chính xác. Có cảm giác rất là vui. Nếu mà ai mà đã dịch được rồi ấy, thì thực sự là rất là vui. Đúng rồi. Đúng rồi, dần dần lại thích ngồi dịch đúng không? Đúng rồi, hãy cố gắng làm được tạo được cái cảm giác đó thì thực sự là tiếng Nhật mọi người sẽ lên rất là nhanh. Ok. Thôi rồi, ok, hôm nay thì chỉ hành hạ mọi người đến đây thôi. Hôm nay thực ra là bắt mọi người dịch như này là quá là hành hạ luôn. Hơi mệt, rất là mệt, thực sự là dịch nó rất là mệt, với đặc biệt là với những bạn mà dịch chưa quen thì nó rất là mệt, nhưng mà đó, coi như là buổi này chỉ cố gắng là để làm sao để mọi người hãy có một cái nhìn khác về việc là khi đọc hiểu. Hãy cố gắng luyện dịch nhé, hãy cố gắng luyện dịch. Hãy bắt đầu từ một cái trang web rất là hay, thế biết đấy là trang cái gì nhỉ? NHKEZ. Đây là cái trang mà Sê đã sử dụng để học N3. Chứ là N3 hầu như Sê không học trong sách đâu. Đây, NHK EasyNews là một cái trang là mọi người sẽ được đọc những cái tin tức của Nhật, nhưng mà được viết dưới dạng rất là dễ. Đó, viết rất là dễ, dễ hiểu, để cho mọi người có thể mới học á, mà mọi người đọc hiểu được. Đó, thì mọi người hãy bắt đầu học, đọc và dịch từ những cái này. Mọi người biết cái này có điểm hay là gì không? Thứ nhất là nó cập nhật tin tức rất là kịp thời. Thứ hai là nó không tạo cảm giác cho mọi người là bắt buộc phải trả lời câu hỏi, mà mọi người phải hiểu tin tức nó nói gì. Khác với cả những cái bài đọc bình thường á, là tin tức nó đưa ra các cái dữ liệu, các cái chỉ số. Và nếu như mọi người không hiểu thì mọi người sẽ chả hiểu tin tức nó nói cái gì cả. Mà chỉ biết là hôm nay có tai nạn ở Tokyo, chả biết là bao nhiêu người chết, xử lý như thế nào. Đó, thì cái đấy mọi người phải đọc cả bài mọi người biết được đúng không? Sau khi mà đọc quen cái này rồi mọi người hãy chuyển sang NHK bình thường nhá. NHK News bình thường thì các cái bài đọc nó rất là khó, khó hơn rất là nhiều. Sau đó thì mọi người có thể có những cái trang như Yomiuri này, sẽ không nhớ có đúng tên không, nhưng mà đó có rất rất nhiều các cái trang để đọc khác. Và rồi dần dần khi mà mọi người đã đọc tốt rồi thì hãy đọc sách. Đây, hãy đọc những quyển sách này. Đó, hãy bắt đầu từ những cái quyển mà mọi người đã đọc bản tiếng Việt của nó rồi ấy, thì mọi người sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn và mọi người sẽ biết nó hành văn như nào. Ngoài việc hiểu dịch ra ấy, thì việc đọc và dịch mọi người, nó giúp cho mọi người làm gì? Mọi người sẽ nắm bắt nhanh hơn rất là nhiều nội dung của nó. Tức là mọi người đọc xong ấy, mọi người biết ngay nó nói về cái gì, cả bài nói về cái gì, hoặc là thậm chí mọi người đoán được luôn đằng sau nó biết cái gì đấy. À, cái này em tìm ở trên website nhé, tôi tìm trên YouTube ấy. Cứ nhìn tìm ở tiệm nhập, nhưng mà tìm trên YouTube, trên website, tìm trên website nhé. Cứ lên Google phát là ra á, Google là sẽ có. Ok, rồi, hôm nay có ai ngồi được đến giờ này với CC thì ok, rất cảm ơn mọi người nhé. Bài hôm nay nó hơi mệt một chút, nghe cũng không được vui, cũng hơi chán đúng không? Hơi vui, à, không được vui như kiểu là các cái bài làm bài tập bình thường. Rồi, ok, ngồi được đến đây là siêu rồi. Thôi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào, mà tạm đấy, lại siêu nó khá yêu gì cả nó. Ok, thì chúc mọi người ngủ ngon nha.